đặt số nhà nhằm quản lý nhà đất, thông tin liên lạc, hành chính, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và quản lý dân cư, v.v. Vì thế mà mỗi nhà sẽ có một số khác nhau và theo thứ tự. Tuy nhiên thì tại đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột lại có nhiều số nhà trùng nhau hoặc nhảy số ngẫu hứng. Bất cập này đang là nỗi khổ không chỉ của người dân nơi đây mà còn gây khó khăn cho người khác khi đến tìm nhà. Đơn cử như cùng mang số 130 đường Y Ngông, có đến hơn chục căn nhà khác nhau. Nguyên nhân của điều kỳ lạ này là do các căn nhà đều trên cùng một thửa đất, chủ sử dụng đã phân lô để bán, thế nhưng chưa thực hiện các thủ tục tách thửa. Để tránh sự nhầm lẫn, các hộ chủ phải tự thêm vào sau số 130 các chữ cái A, B, C, v.v. Nhưng cũng theo kiểu tùy thích, chứ không có thứ tự. Người cần tìm nhà thì phải lòng vòng tìm kiếm và rất có thể xảy ra tình trạng chuyển phát thư, giao hàng hóa nhầm hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.